Kha, xin chào mọi người, là em đây, em Trâm nhá. Hôm nay em đi mua đồ ăn các kiểu nhà nhá. Là bán khóc sắp đóng cửa rồi, là có người bị Covid nhiều quá, là hôm nay em đi mua đồ mua quà các kiểu đi ăn ở nhà, không không đi ở giường á. Họ không cho ra ngoài ná mọi người, bị 4 ngày ná, 14 ngày ná mọi người ơi. Là em cần ở nhà. Mọi người ơi, là bên Thái là Việt Nam đang bị Covid nhiều quá ná. Mọi người chúng chăm sóc một người ná, là bố mẹ gia đình quá, chúng ta quá anh em mình chăm sóc ná mọi người, cho mọi người khỏe khỏe mạnh ná. Là ok, em đi mua đồ, là mọi người xem em mua đi mua đồ ná. Ok cả nhà ơi, bây giờ tôi ghép đang mới đến siêu thị để đi tích lũy lương thực nhé cả nhà, bởi vì là ngày mai là Bangkok sẽ bắt đầu đóng cửa để cách ly xã hội, bởi vì là Bangkok dịch bệnh đang bùng phát, một ngày hơn 10.000 người chuẩn bị đạt mốc là 10.000 người trên một ngày nhé cả nhà. Bây giờ tôi với chép đang đi mua đồ tích lũy đi. Có sảm phép. Các bạn đi. Trước tiên là mình sẽ lấy nước nha cả nhà. Ok. Lấy nước xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi lấy đồ ăn khô, mì tôm và gạo nhé cả nhà. Vì là dịch bệnh ở Thái Lan á cả nhà đang bùng phát rất là mạnh, mà một ngày thì có tới 9.000 người mắc bệnh, thì chuẩn bị vượt mốc 10.000 người trên một ngày á. Thì Bangkok đang chuẩn bị đóng cửa nhé cả nhà, đang chuẩn bị cách ly xã hội nhé. Cách ly 14 ngày nên là tôi chép sẽ đi mua các cái đồ ăn khô á để mình tích lũy trong 14 ngày. Thì là trong 14 ngày đó thì các siêu thị sẽ mở cửa và đóng đóng cửa rất là nhanh, còn các quán ăn thì sẽ không ngồi ăn nhé. Đi thôi. Bây giờ mình phải đi lấy mì tôm nhé cả nhà. Mì tôm và gạo. Đi luôn cái này nó chấp. Ta sẽ lấy rau nha cả nhà. Trứng gà nhé cả nhà ơi. Thank you.
phải đủ nè. Bây giờ Châu với Chất đã vào trong siêu thị và đã mua đầy đủ hết các đồ để mình tích trữ cho 14 ngày cách ly xã hội rồi nhá cả nhà nhá. Bây giờ Châu sẽ cho đồ lên xe và chúng ta sẽ về nhá. Mì tôm này. Mì tôm là không thể thiếu nhá. À, tức là đây chỉ là những cái đồ phụ phụ nhá mọi người. Còn ví dụ như mình muốn ăn gì là mình gọi kiểu là kép food á. Mình gọi qua kiểu đồ ăn nhanh á, người ta sẽ đưa đến cho mình á. Còn những cái này chỉ phụ phụ thôi. Ok mọi người, là em về nhà rồi nhá. Là em được mua được bánh, là nước, là mì tôm, là cào nhá, là trứng, là thịt, là rau, là kho quả các kiểu cho em nhá. Là bây giờ em muốn ăn cái gì là em gọi thêm Grab Food nhá mọi người. Là này là địch đăng bệt nhá. Là mọi người chung sắp ở nhà đem chăm sóc ở nhà, đeo khẩu trang đi đường nha mọi người. Và ok, video hôm nay của em là có em đi mua đồ thôi. Là xin cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay của em. Nhớ subscribe and like cho em nhá. Và yêu mọi người nha. Ok, mọi người ăn cắt búi với em nha. Quá bưởi em nha mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người. Chúc.